Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 118. Ở cuối tập trước, sau khi đây là một quảng trường đầy mảnh đá vụn. Ngay tại cái quảng trường rộng lớn này có một bãi đá rất lớn. Ngay trên bãi đá là một cái trùng động đen nhánh khổng lồ hơn 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn, không gian dao động không ngừng từ bên trong đó tràn ra ngoài. Quảng trường đá vụn đó đang yên tĩnh bỗng nhiên có từng âm thanh trầm thấp vang lên, mà theo những âm thanh trầm thấp đó vang lên, thì ngay cái trùng động đó không gian đang dao động vô cùng kịch liệt. Cùng lúc DSO, từng đạo bóng người từ bên trong thoáng hiện ra, chằng chịt rơi trên quảng trường. Cuối cùng cũng đi ra khỏi cái không gian trùng động chết tiệt này, thật là khó chịu quá đi. Lâm Diễm sau khi rơi trên mặt đất thì hít một hơi thật sâu, giống như là vừa được giải thoát khỏi chốn lao tù vậy. Mà Tiêu Viêm ở bên cạnh cũng có chút đồng cảm, gật đầu. Mắt hắn giờ đang quét qua cái quảng trường rộng này. Sau khi từng bóng người không ngừng từ không gian trùng động thoát ra thì cái sân vốn im lặng này cũng trở nên tràn đầy sức sống. Nơi này là đan vực sao? Tiêu Viêm xoa xoa bàn tay, thu ánh mắt lại, tò mò hỏi. Không phải. Lâm Diễm lắc đầu, nói. Nơi này chỉ là trung tâm của Trung Châu thôi, được bên ngoài gọi là Trung Vực. Còn đan vực thì lại ở ngay trung ương Trung Vực. Trung Vực. Tiêu Viêm ngẩn ra. Nếu như nói Trung Châu là trung tâm của đại lục đấu khí thì trung ương của Trung Châu lại là nơi tập trung tổng bộ của các thế lực đứng đầu. Lâm Diễm cười cười, nói. Vị trí hiện tại của chúng ta hiện là Tây Nam Trung Vực. Trong khu vực này các thế lực nổi tiếng nhất là Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc, hai thế lực này chính là chúa tể của khu vực đây. Đương nhiên, ngoại trừ hai thế lực lớn này thì còn có rất nhiều các thế lực nhỏ khác. Như nếu so sánh với Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc thì còn kém nhiều lắm, mà gia tộc Liễu Kình cũng chính thuộc khu vực Tây Nam này. Phần Viêm Cốc. Nghe thế, nhất thời trong lòng Tiêu Viêm có chút động. Đối với thế lực này hắn đã nghe tiếng từ lâu, hơn nữa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến làm bạn với hắn từ lâu cũng là của thế lực này. Cho nên đối với thế lực này, Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông Tam Cốc, Tứ Phương Các. Thực lực của phần Viêm Cốc cùng Âm Cốc cho dù so với Phong Lôi Các cũng mạnh hơn không ít. Đặc biệt là phần Viêm Cốc này đã truyền thừa hơn mấy trăm năm, nội tình vô cùng chắc chắn. Mặt khác nói cho ngươi biết, trong phần Viêm Cốc này còn có một dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Lâm Diễm đột nhiên kề sát vào Tiêu Viêm, thần bí nói. Tiêu Viêm mỉm cười, lúc này hắn cũng có chút không biết phải nói làm sao với Lâm Diễm. Mặc dù hắn biết phần Viêm Cốc có dị hỏa, nhưng không thể nào ra tay được. Không đề cập tới bản thân phần Viêm Cốc kia có thực lực vô cùng khủng bố, cho dù hắn có thể thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa vào tay. Nhưng cái dị hỏa này sớm đã bị các cường giả của phần Viêm Cốc thiết lập phong ấn cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù chiếm được thì cũng không cách nào thôn phệ được nó, ngược lại sẽ còn vì vậy mà đắc tội với một thế lực còn đáng sợ hơn nhiều so với Phong Lôi Các. Nhưng mà, tuy nói không thể có chú ý gì với Cửu Long Lôi Cương, nhưng đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến kia thì Tiêu Viêm lại có hứng thú vô cùng. Trải qua mấy năm nay tu luyện, hắn vô cùng hiểu rõ sự huyền ảo của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đặc biệt là đối với người trong cơ thể không chỉ có một loại dị hỏa như hắn thì có thể nói là như hổ thêm cảnh. Nếu như có thể thu lấy hai phương pháp tu luyện còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vào tay thì sức chiến đấu của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ thu vọt. Nếu như có cơ hội thì có phải xem thử xem có thể thu lấy được hai biến còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hay không. Nhưng mà lần này, nếu như không phải tình huống đặc thù thì cũng không nên để lộ ra việc mình có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Bằng không nếu như phần Viêm Cốc này lại ngoan cố như Phong Lôi Các thì sợ rằng lại có rắc rối không nhỏ. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, hơi lẩm bẩm ở trong lòng. Nơi này có cách đan vực xa lắm không? Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Diễm hỏi. Lộ trình không ngắn, nhưng mà ở Trung Vực lại có không ít không gian trùng động truyền tống, khoảng 6-7 ngày là có thể tới đan vực. Lâm Diễm tính toán một chút, chợt nhìn Tiêu Viêm nói. Gia tộc của Liễu Kình ở Thiên Hoàng Thành cũng là một thành thị chúng ta cần đi, ở tòa thành đó có một không gian trùng động có thể đi tới đan vực. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, gật đầu cười nói. Vừa lúc, có thể thuận tiện tới thăm hắn, ta cũng rất nhiều năm chưa gặp Liễu Kình rồi, không biết bây giờ hắn như thế nào. Lâm Diễm cười cười, nói. Liễu Kình hiện giờ đã là tộc trưởng gia tộc, thiên phú tu luyện của hắn tốt hơn ta nhiều. Lúc mà ta tách hắn ra thì hắn đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng rồi, chắc bây giờ cũng đã tới thất tinh đấu hoàng. Nếu như ngươi đã quyết định rồi thì chúng ta lên đường đi. Lấy tốc độ của chúng ta thì chắc khoảng mất một ngày là có thể đến nơi Liễu Kình ở. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Từ đây đến lúc đan hội bắt đầu thì còn một thời gian nữa, hắn cũng có thể tranh thủ trên đường đi thu lấy một số loại thú hỏa, làm cho hỏa chủng hóa sinh hỏa trong cơ thể lớn mạnh hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không phản đối, Lâm Diễm cũng không có nói lời vô nghĩa. Sau lưng hơi run một chút, hai cánh đấu khí vươn ra, thân hình động một chút đã bay vút lên trời cao. Cường giả cảnh giới đấu hoàng tuy nói ở Trung Châu không quá mức hiếm lạ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể vào danh sách cường giả. Bởi vậy, một số người trên quảng trường nhìn thấy Lâm Diễm bay lên không trung thì không khỏi hâm mộ nhìn sang. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt đến cảnh giới đấu hoàng thì thành tựu ngày sau là không thể đo được.
Mà trong lúc bọn họ đang hâm mộ thì Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng bước chân vào hư không, lượn lờ trên bầu trời. Sau đó cùng với Lâm Diễm hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trong từng ánh mắt đang dại ra trong quảng trường. Đạp không mà đi, cường giả đấu tông, tiểu tử kia lại là cường giả đấu tông. Ngay sau khi hai người Tiêu Viêm biến mất ở cuối chân trời, thì một số người trên quảng trường mới phục hồi tinh thần lại, rồi từng tiếng kinh hô vang lên. Đế tông, đạt đến cảnh giới này thì đã là cường giả ở Trung Châu, vô số người hết sức phấn đấu để có thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới đó thì lại ít vô cùng. Bởi vậy cũng khó trách những người này, thấy một người trẻ tuổi như Tiêu Viêm có thể đạt đến đấu tông thì lại thất thố như vậy. Thiên Hoàng Thành, một tòa thành không hề nhỏ hơn Thiên Bắc Thành, hơn nữa bởi vì tòa thành này có không gian trùng động có thể nối thẳng với đan vực. Cho nên làm cho danh tiếng của tòa thành này còn hơn xa Thiên Bắc Thành. Trong Thiên Hoàng Thành có vô số thế lực, như lấy hai đại gia tộc đứng đầu, đó là Liễu gia cùng Trình gia. Hai đại gia tộc này có thể nói là hai thế lực có thực lực mạnh nhất bên trong thành. Đương nhiên, cả hai gia tộc đều không có tư cách kiến tạo không gian trùng động có cự ly truyền tống xa như vậy. Bởi vậy không gian trùng động này cũng không thuộc về hai đại gia tộc này mà thuộc về Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc chính là bá chủ chân chính trong phương viên vài ngàn dặm này, trong tay nắm rất nhiều thành thị, duy nhất có thể chống lại chỉ có Âm Cốc. Nhưng mà, Âm Cốc xưa nay vô cùng thần bí, phạm vi thế lực không hề bằng Phần Viêm Cốc, nhưng như cũ vẫn không có người nào dám có tâm lý khinh thường. Thế lực có thể so sánh cùng Phần Viêm Cốc thì không cần dùng đầu nghĩ cũng có thể biết tuyệt đối không phải là hạng vô dụng. Thành thị mà Phần Viêm Cốc nắm trong tay rất nhiều, mà Thiên Hoàng Thành cũng thuộc trong đó. Thật ra mà nói thì Liễu gia cùng Trình gia cũng có thể tính là thế lực phụ thuộc của Phần Viêm Cốc. Cho nên quyền quản lý không gian trùng động ở đây cũng chính là do đại diện Phần Viêm Cốc tới chọn lấy là tự nhiên, có thể chân chính trở thành lão đại của thành này. Trong mấy năm nay, quyền quản lý không gian trùng động không ngừng được chuyển hoán giữa hai nhà Liễu gia cùng Trình gia. Nhưng vẫn chưa có thế lực nào trong hai thế lực này có thể chân chính nắm giữ nó, đây có lẽ cũng là một thủ đoạn khống chế của Phần Viêm Cốc. Lấy tốc độ của Tiêu Viêm thì đến Thiên Hoàng Thành cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ mới qua một ngày là đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Hoàng Thành. Một ngày chạy tới đây qua các dãy núi, Tiêu Viêm cũng đã từng tìm tòi qua một lần, hắn cũng đã tìm được hai loại thú hỏa, tuy không phải là rất mạnh nhưng thà có chút ít còn hơn không. Tùy tiện đem hai loại thú hỏa dung luyện vào trong hỏa chủng hóa sinh hỏa, cảm thụ được hỏa chủng đó dần dần lớn mạnh lên, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười. Hỏa chủng trong thiên hạ nhiều vô cùng cho nên việc thu hoạch cũng không khó khăn là mấy, hơn nữa ma thú ở Trung Châu nhiều vô số, lấy thực lực hắn bây giờ. Chỉ cần đi vào mấy dãy núi mà ma thú hội tụ lại thì việc thu lấy thú hỏa cũng tương đối thoải mái. Đây chính là Thiên Hoàng Thành mà ngươi nói ư? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt, không khỏi cười nói. Lâm Diễm gật đầu, ánh mắt lướt qua chung quanh, nhắc nhở nói. Nơi này là phạm vi thế lực của Phần Viêm Cốc, ngươi làm việc phải cẩn thận một chút và ngươi cũng đừng có sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. Mặc dù Phần Viêm Cốc không giống Phong Lôi các xem đấu kỹ như tính mệnh, nhưng ngươi là một người ngoài mà lại sử dụng đấu kỹ của họ, họ mà nhìn thấy thì trong lòng cũng sẽ khó chịu. Trong lúc chạy tới đây thì Tiêu Viêm cũng đã đem chuyện của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nói cho Lâm Diễm biết, mà bản thân Lâm Diễm sau khi biết thì cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm không chỉ tu hành đấu kỹ của Phong Lôi Các, mà ngay cả đấu kỹ của Phần Viêm Cốc hắn cũng biết. Bởi vậy, nhiều lần Lâm Diễm cũng đã nhắc nhở Tiêu Viêm phải tận lực che giấu đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn tòa thành ở nơi xa xa đó, tòa thành đó đang lặng yên phủ phục trong rừng rậm, giống như một con cự thú to lớn vô cùng. Đi thôi. Mà theo lời ngươi nói thì lần điều khiển không gian trùng động lần này là do Liễu gia điều khiển, như vậy cũng sẽ thuận lợi hơn không ít. Hơn nữa, cũng không biết Liễu Kình trong mấy năm nay đã ra sao rồi. Khẽ phù một tiếng, trong mắt Tiêu Viêm cũng có chút tò mò. Liễu Kình năm đó cũng là một trong ba người đứng đầu cường bảng của nội viện, ngay cả gã cũng phải nhìn lên một chút. Nhưng mà, cũng không biết Liễu Kình trong mấy năm nay đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Khi đến gần tòa thành đó, một tường thành sâm nghiêm hiện ra trước mắt hai người. Ở ngay dưới cửa thành cao ngất đó, dòng người lui tới không thôi, tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập khắp nơi. Hai người nhẹ nhàng đi vào tòa thành, nhìn thấy các cửa hàng dường như không thấy cuối ở hai bên đường phố. Đặc biệt là ở ngã tư đường, dòng người nghìn nghịt mang theo âm thanh ồn ào không ngừng phát ra, vang cao lên bầu trời. Thiên Hoàng Thành này vô cùng phồn thịnh, chỉ sợ chỉ mấy tòa thành đứng đầu của Hắc Giác Vực cũng khó có thể so sánh được. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ vô cùng, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà phải tán thưởng. Nơi này chính là Trung vực Trung Châu, là trung tâm của đại lục. Tuy nói Hắc Giác Vực không kém, nhưng sao có thể so sánh với đây được? Lâm Diễm cười hắc hắc nói, hắn nhìn đường một chút liền dẫn Tiêu Viêm tới chỗ của Liễu gia. Hắn cũng từng ở đây một khoảng thời gian, cho nên đối với Thiên Hoàng Thành cũng đã có chút quen thuộc. Tiêu Viêm đi theo phía sau Lâm Diễm, xuyên qua mấy đường phố dài, lại đi qua mấy góc phố thì một tòa trang viên rất rộng đã hiện ra trước mắt hai người. Tòa trang viên này cực kỳ rộng rãi, nhưng lại cực kỳ sâm nghiêm. Bên ngoài có các thủ vệ tay cầm vũ khí, ánh mắt lạnh như băng cảnh giới ở bên ngoài, không ngừng đảo mắt chung quanh.
Nhìn thấy tòa trang viên này canh phòng nghiêm mật, Tiêu Viêm cũng tương đối ngạc nhiên, ngẩn ra nói. Ban ngày ban mặt mà sao lại cần nhiều thủ vệ như vậy? Lâm Diễm cũng ngẩn người một chút, một lát sau khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Hình như có chút lạ, Liễu gia trước kia cũng không có nhiều thủ vệ như vậy, ngươi chờ một chút. Nói xong, Lâm Diễm xoay người lại, ngăn một người đang đi trên đường lại, ôm quyền nói. Vị bằng hữu này, không biết Thiên Hoàng Thành đã có chuyện gì xảy ra, vì sao Liễu gia lại trở nên như vậy? Người bị Lâm Diễm ngăn lại, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Diễm, nói. Ngươi từ bên ngoài tới ư? Hiện tại Liễu gia đang cùng Trình gia tranh đoạt quyền điều khiển không gian trùng động, hai nhà đều dẫn theo không ít người tới quảng trường rồi, người ở trong thành cũng đã đến đó xem náo nhiệt. Nghe vậy, Lâm Diễm liền nhíu mày lại, chắp tay với người đó một cái, sau đó xoay người đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Không đúng, ta nhớ năm nay là năm Liễu gia điều khiển không gian trùng động, tại sao lại có tranh đoạt? Tiêu Viêm lúc nãy cũng nghe được lời người kia nói, lập tức mỉm cười nói. Đi tới trung tâm thành phố là sẽ biết. Lâm Diễm gật gật đầu, chợt cười hắc hắc nói. Xem ra Lâm Diễm trong mấy năm nay làm tộc trưởng cũng không dễ dàng gì à. Việc tranh đoạt này cũng không phải tầm thường. Nói xong, Lâm Diễm xoay người dẫn đường, nhanh chóng đi tới vị trí trung tâm thành phố. Tiêu Viêm cũng cười cười, theo sát. Trong trung tâm Thiên Hoàng Thành có một quảng trường vô cùng rộng lớn, tại giữa quảng trường đó có một thềm đá. Trên đầu thềm đá đó có một không gian trùng động đen nhánh đang chậm rãi xoay tròn, một luồng không gian dao động kinh người tràn ngập khắp nơi. Chung quanh quảng trường bây giờ có rất đông người, âm thanh ồn ào như ma âm làm cho màng tai người khác đau vô cùng. Vô số đạo ánh mắt đang tò mò nhìn về hai ba đội nhân mã đang đối mặt ở trong quảng trường. Trình Diệu, quyền điều khiển không gian trùng động năm nay là do Liễu gia ta nắm lấy, hôm nay ngươi làm như vậy là có ý gì? Bên đội nhân mã bên trái, người đứng đầu là một nam tử có hình thể cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, có cảm giác không giận mà uy. Khuôn mặt này có vài phần quen thuộc, không phải là Liễu Kình thì còn là ai chứ? Hiện giờ Liễu Kình đã không còn cái nhuệ khí năm xưa, thay vào đó là sự trầm ổn. Dù sao bây giờ hắn cũng đã là tộc trưởng của Liễu gia, cũng không phải là một tiểu tử mới lớn khí huyết còn sung. Phía sau Liễu Kình có hai lão giả bạch y đang đứng, tuy đứng đó nhưng họ lại tán phát ra một cỗ khí thế bàng bạc làm cho người ta không dám có chút khinh thường. Mặt khác, bên cạnh đó vẫn còn có một thân thể đầy đặn thành thục động lòng người, nàng mặc một bộ quần áo màu hồng, mặt như hoa đào, tràn ngập lực hấp dẫn. Lúc nhìn qua làm cho các nam tử phải động lòng không ngớt. Người này cũng không phải là người xa lạ gì, chính là Liễu Phỉ, năm xưa lúc ở nội viện nàng cũng đã từng có chút xô xát với Tiêu Viêm. Nhưng mà trải qua năm tháng, Liễu Phỉ càng lúc càng mê người hơn, giống như là một cây đào đã chín mùi, làm cho ánh mắt của các nam nhân ở chung quanh quảng trường cũng không tự chủ mà nhìn qua. Liễu Kình, ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Đối với trưởng bối nói chuyện cũng không thể không khách khí như vậy. Đối diện với đám người Liễu Kình là một đoàn người có khí thế hung ác. Đầu lĩnh của bọn họ là một nam tử trung niên, ánh mắt của hắn nhìn Liễu Kình một cái, chợt cười quái dị nói. Nghe vậy, Liễu Kình cười lạnh, vừa muốn nói chuyện thì một âm thanh già nua lại vang lên khắp quảng trường. Đây là mệnh lệnh mới nhất của phần Viêm Cốc ta. Nghe thấy âm thanh này, vô số ánh mắt tại quảng trường đều nhìn qua. Chỉ thấy có một lão giả mặc bào phục màu đỏ đang đứng đó, trên khuôn mặt già nua đó còn có chút ửng đỏ lên. Xích Hỏa trưởng lão của phần Viêm Cốc. Nhìn thấy vị lão giả này, trong quảng trường nhất thời có từng tiếng kinh hô vang lên. Mà sắc mặt của hai lão giả ở phía sau Liễu Kình cũng hơi đổi, chợt khách khí chắp tay nói. Hóa ra là Xích Hỏa trưởng lão, không biết mệnh lệnh mới nhất đây là gì. Dựa theo quy của trước kia, thì còn chưa đến lúc chuyển giao quyền quản lý của không gian trùng động a. Cốc chủ ra lệnh cần phải mời một ít luyện dược sư cao giai đi tới phần Viêm Cốc trợ giúp lão nhân gia luyện chế một loại đan dược. Nhưng mà đến nay chưa tìm được người thích hợp cho nên đã ban một mệnh lệnh xuống. Nếu như gia tộc nào có thể tìm được luyện dược sư cao giai thì quyền quản lý không gian trùng động sẽ giao cho gia tộc đó quản lý trong năm nay. Vị lão giả được gọi là Xích Hỏa trưởng lão thản nhiên nói. Trình gia đã tìm được một vị luyện dược sư được đan tháp chứng thực là lục phẩm. Nếu như Liễu gia ngươi có thể tìm được một người, hơn nữa còn có thể mời người ta tới phần Viêm Cốc thì không gian trùng động này liền giao cho các ngươi. Hơn nữa, thời gian sẽ được kéo dài từ 1 năm lên 3 năm. Ngón tay Xích Hỏa trưởng lão chỉ về phía Trình gia, nơi đó có một gã lão giả mặc bào phục luyện dược sư đang ngạo nghễ đứng chắp tay. Lục phẩm luyện dược sư. Nghe thế, sắc mặt Liễu Kình cũng biến đổi. Liễu gia hắn đúng là có luyện dược sư, nhưng cao nhất cũng chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư. Còn lục phẩm thì chưa bao giờ xuất hiện qua, dù sao thì cấp bậc luyện dược sư như thế, cho dù là ở bên trong phần Viêm Cốc cũng sẽ được đãi ngộ rất tốt. Ai lại đến cái gia tộc không lớn không nhỏ như bọn họ? Xích Hỏa trưởng lão, việc này quá đột ngột rồi, có thể cho Liễu gia thời gian mấy ngày không? Ta chắc chắn sẽ kiếm được một lục phẩm luyện dược sư. Hơi biến sắc một chút, Liễu Kình chỉ có thể nói như vậy. Xích Hỏa trưởng lão lắc lắc đầu, ngữ khí vẫn không thay đổi chút nào. Đây là mệnh lệnh của cốc chủ, ai dám kéo dài? Đừng nói là Liễu gia ngươi, cho dù là lão phu cũng không có bổn sự này.
Nếu như hôm nay mà Liễu gia ngươi không thể có Đô Đốc một lục phẩm luyện dược sư thì quyền quản lý không gian trùng động này giao cho Trình gia đi. Nhìn thấy Xích Hỏa trưởng lão không nói tình cảm chút nào, sắc mặt Liễu Kình cũng trở nên khó coi, tay nắm chặt lại. Trong vòng một ngày, hắn sao có thể đi tìm được một lục phẩm luyện dược sư? Chẳng lẽ lục phẩm luyện dược sư là rau cải trắng sao? Đến cấp bậc luyện dược sư này thì cho dù là ở bên trong đan tháp cũng đã đến thành phần trung tâm rồi. Lão gia này nhất định đã thu lễ vật của Trình gia. Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình cắn chặt hàm răng trắng ngà, cực kỳ khó chịu nói. Câm miệng. Sắc mặt Liễu Kình trầm xuống, Liễu Phỉ thấy thế cũng chỉ ủy khuất dậm chân tại chỗ, không thèm nói lại. Làm sao bây giờ hai vị trưởng lão? Liễu Kình quay đầu lại nhìn hai lão giả, thở dài nói. Hai vị lão giả nghe thấy cũng chỉ cười một tiếng, nói. Lúc trước chúng ta cũng từng có nghe nói phần viêm cốc dường như đang tìm luyện dược sư cao giai, nhưng vẫn chưa có chú ý. Không ngờ rằng, Phỉ Nhi nói sợ rằng cũng đúng, hẳn là có người đã thông chi cho Trình gia. Vị lục phẩm luyện dược sư này ta cũng đã từng có nghe nói qua, là một luyện dược sư đã bước vào lục phẩm từ lâu. Mà trong Thiên Hoàng Thành hôm nay muốn tìm được một người có trình độ hơn hắn sợ rằng rất khó. Nghe thấy hai người nói thế, trong lòng Liễu Kình cũng trầm xuống, nắm tay càng lúc càng chặt hơn. Không gian trùng động đối với Liễu Kình quá mức trọng yếu, đây là một nguồn thu vào rất lớn, chỉ có dựa vào nó mà Liễu gia bọn họ mới có thể thu lấy nhiều người có tài để khuếch trương thế lực. Nhưng nếu lần này bị Trình gia cướp đi thì sự phát triển của bọn họ tất nhiên sẽ bị đình trệ. Ha ha, Liễu Hiền Chất, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, an tâm đem quyền quản lý không gian trùng động ra đây đi. Nếu về sau mà ta có cao hứng thì có lẽ sẽ cho Liễu gia một chút canh để uống. Nam tử trung niên được gọi là Trình Diệu kia thấy sắc mặt của Liễu Kình biến ảo, không khỏi cười quái dị nói. Nghe thấy lời nói trào phúng của đối phương, sắc mặt của Liễu Kình liền trở nên xanh mét, chẳng qua hắn hiện tại đã là tộc trưởng Liễu gia, mọi hành động phải vì gia tộc. Lập tức áp chế lửa giận trong lòng, không cam lòng cắn chặt răng, âm thanh âm trầm nói. Trình Diệu, lần này xem như ngươi lợi hại, đi. Vừa dứt tiếng, Liễu Kình chỉ có thể vung tay lên, xoay người muốn rời đi. Liễu Kình, lần này không giống ngươi lắm a, chẳng lẽ cứ buông tha như vậy sao? Ngay lúc Liễu Kình vừa muốn rời đi thì có một thân ảnh từ trong quãng trường đi về phía Liễu Kình cười nói. Lâm Diễm. Nhìn thấy người tới, Liễu Kình cũng ngẩn ra, chợt thở dài một tiếng, cười khổ nói. Quên đi, đi thôi, ngươi cũng không phải lục phẩm luyện dược sư, không giúp được ta. Nghe vậy, Lâm Diễm lại là cười quái dị một tiếng, nói. Ta thật sự không giúp được ngươi, nhưng có người được ngươi à. Vừa nói xong thì hắn cũng quay đầu lại nhìn trên bầu trời cười nói. Ta không biết ngươi còn đứng ở đó bao lâu à. Nhìn thấy cử động của Lâm Diễm, đám người Liễu Kình, Liễu Phỉ cũng hơi sừng sờ, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở trên bầu trời có một thân ảnh trẻ tuổi đang đạp không mà đến, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đạp không mà đi, cường giả đấu tông. Nhìn thấy màn này, Liễu Kình cũng dùng mình một chút, vừa muốn ôm quyền khách khí chào hỏi thì một tiếng cười quen thuộc. Hắn khó có thể quên lại đột nhiên vang lên, làm cho thân thể hắn cứng ngắc lại. Liễu Kình, vài năm không thấy, thật sự là rất lâu rồi. Âm thanh cười quen thuộc làm cho cả thân thể Liễu Kình cứng ngắc lại. Một lát sau hắn cũng hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt vẫn khó tin nhìn thanh niên mỉm cười trông có vẻ xa lạ phía trước. Ngươi là Tiêu Viêm. Lời này Liễu Kình vừa phát ra thì thân thể mềm mại của Liễu Phỉ ở phía sau cũng chấn động mạnh. Tiêu Viêm, cái tên này đã để lại trong lòng nàng những ấn tượng quá sâu. Năm đó, vị biểu ca Liễu Kình mà nàng luôn tự hào, thiên tài chân chính của nội viện cũng đuổi theo không kịp người này. Mặt trời chói chang chiếu lên khuôn mặt người thanh niên trước mặt, nàng nhìn lên khuôn mặt đó là lòng có chút nao nao, trong lúc nhất thời thì bàn tay ngọc cũng nắm chặt lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Năm đó nàng cùng Tiêu Viêm có vài ân oán nhỏ, đó cũng là nguyên nhân làm cho Tiêu Viêm lại Liễu Kình giao thủ với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho tâm của nàng hoàn toàn sụp đổ. Cho đến bây giờ thì Liễu Phỉ vẫn không thể nào quên được cái thân thể gầy đứng ngạo nghễ trên sân năm đó. Khi đó Tiêu Viêm cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới tiến vào nội viện không lâu, nhưng thành tựu của hắn lại làm cho toàn bộ nội viện phải ngước nhìn. Thật sự là hắn sao? Liễu Phỉ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Từ xưa mỹ nhân luôn yêu anh hùng, Tiêu Viêm chính là người làm cho nàng hiểu được trên thế giới này người giỏi hơn biểu ca mà nàng luôn cho là vô địch còn có rất nhiều. Mà cũng chính hắn là người giúp cho nàng dần dần thu liễm lại cái tính điêu ngoa, ngày càng dịu dàng hơn. Diện mạo có chút khác đi, nhưng mà âm thanh của ta cũng không thay đổi à? Tiêu Viêm cười giang tay, nhìn Liễu Kình một chút, rồi kinh ngạc nói: Thất tinh đấu hoàng, rất tốt à? So với Lâm Diễm cũng mạnh hơn không ít. Nghe được ngữ khí thân thiết này, Liễu Kình rốt cuộc xác định được thân phận người trước mắt, lập tức trong mắt hiện lên vẻ kích động. Ánh mắt cũng nhìn qua Tiêu Viêm một chút, chợt vẻ kích động trên mặt bị kiềm lại, cười khổ nói: Ngươi bây giờ chắc đã đột phá đến đấu tông rồi. Cảnh Tiêu Viêm đạp không mà tới lúc nãy hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Những lời này của Liễu Kình làm cho sắc mặt của mọi người phía sau hơi đổi. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua Tiêu Viêm, trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả đấu tông cũng hiếm gặp à. May mắn thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không có phủ nhận.
vẫn không thể nào đuổi kịp ngươi a. Không hổ là đệ nhất nhân của nội viện, không thể không phục ngươi a. Liễu Kình thở dài một tiếng, năm đó khi hắn bước một chân vào đấu vương thì Tiêu Viêm chỉ là một gã đấu linh. Nhưng chỉ có mấy năm ngắn ngủn mà lại gã lại có thể đạt đến trình độ bây giờ. Thế sự biến hóa như vậy quả thật làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nhìn về Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình, mỉm cười gật đầu với nàng. Mà sau khi gã cười xong thì hai má của cô nàng này lại đỏ hồng lên, vội vàng tránh đi nơi khác. Lúc trước rời đi cũng không đợi ta, ta còn nghĩ đám người các ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Ánh mắt Tiêu Viêm lại nhìn sang Liễu Kình, cười nói. Lâm Diễm nói đại thù của ngươi đã báo xong, có ở lại cũng không có việc gì làm. Cho nên chúng ta liền rời khỏi đế quốc Gia Mã. Đúng rồi, ngươi tới đây làm gì? Liễu Kình cười nói, khuôn mặt xanh mét lúc nãy đã bớt đi rất nhiều. Có thể thấy Tiêu Viêm ở đây, hiển nhiên lòng của hắn cũng vui sướng rất nhiều. Ta cần đi đan vực, Thiên Hoàng Thành có không gian trùng động tới đan vực cho nên tiện đường ghé qua thăm ngươi một chút. Tiêu Viêm mỉm cười nói, ánh mắt lại có chút vô ý nhìn qua đám người Trình gia ở cách đó không xa. Liễu Kình nghe thế thì gật đầu, cười nói. Song hôm nay thì không gian trùng động sẽ mở ra, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút. Chút chuyện nhỏ giao cho ta là được. Không gian trùng động đã bị Trình gia nắm quyền quản lý rồi. Bọn họ xưa nay vẫn không thích Liễu gia chúng ta. Nếu như biểu ca mà ra mặt thì sợ rằng bọn họ sẽ gây khó dễ đó. Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình đột nhiên thầm thì nói. Sắc mặt Liễu Kình trầm xuống, nhất thời Liễu Phỉ không nói nữa. Sao lại thế này? Có cần giúp đỡ không? Tiêu Viêm làm như không thấy sắc mặt của Liễu Kình, chuyển hướng nhìn Liễu Phỉ, cười nói. Không có việc gì, một chút phiền toái nhỏ thôi. Đi thôi, đi về đã, ngươi đã đến Thiên Hoàng Thành này thì kiểu gì ta cũng phải chiêu đãi ngươi một phen. Liễu Kình khoát tay áo, liền muốn nắm lấy bả vai Tiêu Viêm, cười nói. Lúc trước ngươi theo ta tới đế quốc Gia Mã thì ta cũng không có nói kiểu này với ngươi ha. Tiêu Viêm nhìn thẳng Liễu Kình, khẽ nói. Cánh tay Liễu Kình dừng ở khâu trung, nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi chỉ có thể thở dài, cười khổ nói. Nơi này cũng không phải là đế quốc Gia Mã, chỉ là một Trình gia thôi nhưng thực lực đã hơn Vân Lam Tông rồi. Nếu như ngươi xuất thủ thì sợ rằng sẽ rước phiền toái tới bản thân đó. Liễu Kình, ngươi cũng đã quá coi thường Tiêu Viêm rồi, hắn vừa chém giết thẳng từ Phong Lôi Các ra. Ngay cả Phong Lôi Bắc Các, các chủ phí thiên còn không làm gì được hắn, một Trình gia nho nhỏ tính làm gì? Lâm Diễm ở một bên bĩu môi nói. Nghe vậy, hai trưởng lão ở phía sau Liễu Kình cũng sững sờ, hơi chấn động, từ trong Phong Lôi Các chém giết ra. Đừng có nghe tên này nói bừa, chỉ là từ Phong Lôi Sơn xuống mà thôi, cũng có chút ân oán với Phong Lôi Các, nhưng mà đã xong rồi. Tiêu Viêm khoát tay áo, cười nói. Lời nói của hắn tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự mạo hiểm trong đó thì đám người Liễu Kình cũng có thể cảm giác được. Trong đôi mắt đẹp Liễu Phỉ thoáng có chút sáng lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua người Tiêu Viêm. Liễu Kình sau khi sợ hãi xong thì cũng có chút do dự, rốt cuộc thở dài nói. Cái phiền phức lần này cũng đến từ không gian trùng động. Vốn năm nay cái này là Liễu gia ta quản lý. Nhưng phần Viêm Cốc vì muốn tìm luyện dược sư cao giai cho nên mới tung tin ra ngoài, cũng không biết Trình gia ở đâu tìm được một vị lục phẩm luyện dược sư ra. Mà luyện dược sư cao cấp nhất của Liễu gia cũng chỉ mới có ngũ phẩm. Phần Viêm Cốc tìm luyện dược sư cao giai làm gì? Lấy thực lực của bọn họ thì không có khả năng không thể luyện được đan phẩm cao giai. Cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói là Phần Viêm Cốc chủ cần luyện chế một loại đan dược, cần phải có một số luyện dược sư cao giai tới hỗ trợ. Liễu Kình lắc đầu, nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về vị lão giả có vẻ mặt cao ngạo không xa kia, nói. Nói như vậy, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra một luyện dược sư giỏi hơn lão nhân kia thì quyền quản lý không gian trùng động này vẫn là của Liễu gia. Liễu Kình gật đầu, hắn nhìn Tiêu Viêm mà trong lòng không khỏi có chút đợi mong. Hắn biết Tiêu Viêm cũng là một luyện dược sư. Hơn nữa năm đó ở nội viên đã có thể luyện chế được đan dược ngũ phẩm. Mà giờ đã qua mấy năm, lấy thiên phú của gã thì không thể nào không có tiến triển. Theo suy đoán của hắn thì sợ rằng Tiêu Viêm bây giờ ít nhất cũng là một luyện dược sư lục phẩm đi. Mặc dù không dám nói là có thể hơn lão giả kia nhưng không thể nào thua xa quá nhiều. Thế, Tiêu Viêm cười, chậm rãi đi ra. Sau đó chắp tay với vị lão giả hồng bào kia, mỉm cười nói. Vị tiền bối này, Liễu gia còn chưa nhận thua cho nên việc này xin chờ một chút đi. Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì Xích Hỏa trưởng lão cũng phát hiện ra hắn. Đối với người trước mắt có thể ở tuổi này mà đạt đến cảnh giới đấu tông thì hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, thành tựu như vậy. Cho dù là bên trong Phần Viêm Cốc thì cũng rất ít người cùng thế hệ có thể đạt đến. Nếu như chưa nhận thua thì mời đem luyện dược sư ra đi. Nếu như Liễu gia có thể tìm được vị luyện dược sư nào giỏi hơn Tằng Tu đại sư thì quyền trưởng quản không gian trùng động này vẫn thuộc về Liễu gia. Có lẽ bởi vì thực lực của Tiêu Viêm mà ngữ khí của Xích Hỏa trưởng lão cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi mỉm cười, sau đó chuyển hướng nhìn về vị lão giả tử bào, chắp tay cười nói. Một khi đã như vậy thì tiểu tử mạn phép so tài với Tằng Tu đại sư, không biết có được không? Ngươi là luyện dược sư mà Liễu gia mời tới.
Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm thì Xích Hỏa trưởng lão sững sờ. Ánh mắt Chu Hoa chậm rãi nhìn qua người Tiêu Viêm, không khỏi có cảm giác khó tin. Tiêu Viêm có thể ở tuổi này mà đạt đến cảnh giới đấu tông thì đã làm hắn cực kỳ rung động rồi. Nếu như nói hắn còn có thân phận là một luyện dược sư thì cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Tu luyện đấu khí cùng luyện dược đều là hai con đường bác đại tinh thâm, có thể ở có tài năng ở một trong hai con đường đó đã là không dễ. Còn việc có thể có thành tựu ở cả hai con đường đó thì lại càng ít người có thể làm được. Mà lời này của Tiêu Viêm vừa phát ra thì cũng làm cho đám người chung quanh giáo trường xôn xao không thôi. Nhưng mà, lại càng có nhiều người nhìn Tiêu Viêm mà cười nhạt, thanh niên trẻ tuổi này nhìn qua tuy có thực lực rất mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có tư cách khiêu chiến Tầng Tu đại sư. Mà đương sự trong chuyện là Tầng Tu cũng ngẩn người lên, trên khuôn mặt khô héo nở nụ cười lạnh, nhìn Tiêu Viêm nói: "Có lẽ so về đấu khí thì lão phu còn chưa bằng ngươi, nhưng nếu so về luyện dược thì, nói một cách khó nghe là ngươi còn chưa đủ tư cách." Đối với những lời này của Tầng Tu thì Tiêu Viêm cũng không có để ý, ánh mắt nhìn về Xích Hỏa trưởng lão, cười nói: "Không biết lần này tỉ thí như thế nào, chẳng lẽ là luyện đan trước mặt mọi người? Không cần phiền toái như thế, lão phu cũng không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi." Tầng Tu tiếp nhận lời nói của Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như ngươi đã là luyện dược sư thì hẳn cũng biết tầm quan trọng của lực lượng linh hồn với luyện dược sư. Một khi đã như vậy thì so đấu lực lượng linh hồn đi. Thấy ngươi là vãn bối, lão phu cho ngươi ra tay trước. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào lực lượng linh hồn đánh lui ta thì xem như ngươi thắng." Không trách Tầng Tu lại cuồng vọng như thế, sự chênh lệch lớn nhất của luyện dược sư cùng đấu giả chính là lực lượng linh hồn. Linh hồn lực lượng của một gã lục phẩm luyện dược sư đúng là đủ sánh ngang với cường giả đấu tông. Mà nghe thấy lời này của Tầng Tu, Tiêu Viêm ban đầu là sửng sốt, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái vô cùng. So với Tiêu Viêm thì từng nói đi lên hạ xuống của Tầng Tu, tay áo vung lên, đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm thì cái gọi là phong phạm đại sư lại được Tầng Tu làm được đến 10 phần. "Ra tay đi." Tiêu Viêm hơi há miệng rộng, chợt than nhẹ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt soi mói, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng cách không đưa về phía Tầng Tu. Một tay hắn vừa vung xuống thì một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc mênh mông nhất thời như gió bão thổi qua quét về phía chân trời. Chỉ trong thoáng chốc thì Xích Hỏa trưởng lão đã biến sắc không thôi, mà sắc mặt của Tầng Tu lúc này cũng đã trắng bệch ra. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ như làn sóng lớn quét ngang chân trời, mang theo một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ như tia chớp dữ dội tràn tới Tử Bào lão giả. Khi cỗ lực lượng này quét qua, không gian lập tức chấn động, từng cái khe đen nhánh lan tràn ra. Tuy nói lực lượng linh hồn vô hình vô sắc, nhưng những võ giả hơi có thực lực đều có thể cảm giác được uy áp khủng bố phía chân trời này. Loại uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn làm cho người ta có cảm giác sắp lâm vào đại chiến. Mà những tiếng bàn luận xôn xao ở bên ngoài cũng đột nhiên ngừng lại, biểu tình trên khuôn mặt của những người chế giễu Tiêu Viêm lúc này thật rất buồn cười. Sau khi Tiêu Viêm tiến vào đấu tông thì cảnh giới luyện dược sư của hắn cũng đạt đến thất phẩm. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của hắn vốn rất mạnh, so với một vài thất phẩm luyện dược sư khác thì còn mạnh hơn nhiều. Với lực lượng linh hồn khủng bố như vậy, cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng phải kiêng kỵ không thôi, chứ đừng nói đến Tầng Tu chỉ là một vị lục phẩm luyện dược sư. Lúc này, Xích Hỏa trưởng lão cũng trợn mắt há mồm nhìn cỗ lực lượng ở trên trời. Một lát sau, hắt hít sâu một hơi, trong mắt không giấu nỗi khiếp sợ nhìn về Tiêu Viêm ở đằng xa, một thanh âm khàn khàn mang theo vẻ không thể tin nổi. Chậm rãi từ trong cổ họng hắn truyền ra, thất phẩm luyện dược sư. Lực lượng linh hồn cũng như lực lượng sinh tồn của luyện dược sư. Bởi vì chỉ có lực lượng linh hồn mạnh thì luyện dược sư mới có thể khống chế hỏa hậu, tiến hành luyện chế đan dược thành công. Việc có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ đến mức độ nào có liên quan rất lớn đến việc chế luyện dược. Ở Trung Châu, có rất nhiều người hiểu rõ sự chênh lệch của các luyện dược sư phần lớn đều xuất phát từ lực lượng linh hồn này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Xích Hỏa trưởng lão cảm nhận được lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm lại có thể nói toạc ra cảnh giới luyện dược sư của hắn. Đương nhiên, trong lòng của Xích Hỏa trưởng lão lúc này vô vàn gợn sóng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng được Tiêu Viêm không chỉ là một đấu tông cường giả, mà còn trên con đường chế luyện đan dược cũng có tạo nghệ cao đến thế này. Thất phẩm luyện dược sư, thân phận như vậy, cho dù là ở đâu cũng cực kỳ có phân lượng. Phải biết rằng, luyện dược sư có cảnh giới như vậy, cho dù là ở đan tháp, dù không nói là rất cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp à. Hơn nữa, khiến Xích Hỏa trưởng lão kinh ngạc nhất chính là Tiêu Viêm tuổi còn trẻ như vậy mà đã là một thất phẩm luyện dược sư. Cho dù dựa vào lịch duyệt của hắn thì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được người có thiên phú tu luyện cùng thiên phú luyện đan gần như là quái vật như vậy. Lão già Tầng Tu lần này không ngờ lại xui xẻo như vậy, dám chọc đến một người như vậy. Trong lòng hắn thầm than đáng tiếng cho Tầng Tu, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Đối với ngạo khí của Tầng Tu, hắn có chút không ưa. Vì ngại thân phận của đối phương nên hắn không thể không khách khí. Trong lúc Xích Hỏa trưởng lão than thầm cho Tầng Tu thì chính bản thân Tầng Tu so với hắn còn muốn hối hận rất nhiều. Dĩ nhiên, cho dù là ai, khi nhìn thấy cỗ lực lượng linh hồn khủng bố đầy trời thế kia cũng đều không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Khuôn mặt Tầng Tu lúc này gần như trắng bệch, ánh mắt hắn cũng dại ra, tràn đầy sự khiếp sợ.
Thân là luyện dược sư, hắn đối với lực lượng linh hồn có thể nói là nhạy cảm vô cùng. Cổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ kia khiến cho hắn có cảm giác như đang đối mặt với biển rộng. Loại cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được trên người các trưởng lão của Đan Tháp. Mà mấy tên trưởng lão đó, không tên nào mà danh tiếng khâu chấn kinh cả Trung Châu. Nhưng lúc này đây, người khiến cho hắn có cảm giác đó lại không phải là mấy tên quái vật ở Đan Tháp, mà lại là một thanh niên nhìn qua chỉ mới hai mấy tuổi. Thất phẩm luyện dược sư. Làm sao có thể? Thân thể hắn hơi run lên, từng đạo quang mang trong mắt Tằng Tu phát ra. Hắn không ngờ được một tên tiểu tử nhìn qua chỉ mới 20 này lại có thể đạt đến thất phẩm, một cảnh giới mà hắn luôn ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi ý tưởng ngoan cố không chấp nhận này xuất hiện trong đầu, Tằng Tu liền lui về sau vài bước. Đến thời điểm này, hắn còn có thể làm gì được nữa? Hắn gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường vô hình chắn ngay trước mắt. Tiểu bối, đừng hòng giở trò qua quỷ trước mặt lão phu. Sau khi bức tường linh hồn hình thành, ánh mắt Tằng Tu gắt gao nhìn Tiêu Viêm, quát lạnh. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm trừng mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch. Một tên lục phẩm luyện dược sư mà cũng dám khoe khoang lực lượng linh hồn trước mặt hắn, quả nhiên là thích nếm mùi đau khổ. Ngón tay khẽ vẫy nhẹ, Tiêu Viêm thấp giọng nói, đánh. Chỉ một chữ phát ra nhưng cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ trên trời liền ngưng tụ trong nháy mắt thành một cái thiết chùy sống động, trông như thật. Dưới vô số ánh mắt đang kinh hãi nhìn hắn, thiết chùy nện thật mạnh xuống bức tường linh hồn của Tằng Tu. Hai người chỉ mới va chạm một lần nhưng từng luồng khí lãng nhất thời phát tán ra khắp quảng trường. Quảng trường lúc này xuất hiện rất nhiều khe nứt không gian, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Thiết chùy bằng linh hồn chỉ mới tiếp xúc vào bức tường thì bức tường đã tan rã rồi. Thấy thế, Tằng Tu giận tím cả mặt, vội vàng thúc giục lực lượng linh hồn rót vào trong bức tường nhằm cản thiết chùy lại. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, chỉ hướng Tằng Tu, đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo ấn ký trong hư không. Âm thanh vừa mới phát ra, cỗ năng lượng trên thiết chùy đột nhiên tăng vọt, một tiếng răng rắc vang lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tằng Tu cùng vô số người khác trên quảng trường, bức tường bằng linh hồn của hắn đã xuất hiện rất nhiều khe không gian, không ngừng lan rộng. Vết nứt ngày càng lớn, bức tường vốn đã sắp đổ xuống, giờ rốt cuộc không chống đỡ nổi lực lượng linh hồn do thiết chùy đánh vào nên trực tiếp nổ ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ, tan biến. Bức tường linh hồn vừa mới nổ tung thì người tạo ra nó là Tằng Tu cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thân thể hắn gặp phải công kích cực mạnh, phải lui ra sau hơn 100 mét mới ngừng lại. Toàn bộ quảng trường yên lặng vô cùng. Vô số ánh mắt đang dại ra nhìn Tằng Tu té trên mặt đất, nhất thời không có ai dám mở miệng, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Chỉ vẻn vẹn một lúc mà một vị lục phẩm luyện dược sư lại thua, thua vô cùng thê thảm. Mà nguyên nhân tạo ra chuyện này chỉ là một thanh niên nhìn qua chỉ 20 tuổi mà thôi. Sự yên tĩnh này rốt cuộc bị từng đạo âm thanh kinh sợ, hít lạnh phá vỡ. Nhất thời, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Giờ phút này, cho dù là ai cũng có thể đoán được, cảnh giới luyện dược sư của người thanh niên này cao hơn Tằng Tu. Tằng Tu là lục phẩm luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm còn cao hơn hắn, đáp án chắc chắn đó là thất phẩm. Cũng chỉ có cảnh giới này mới có thể khiến cho một vị lục phẩm luyện dược sư thua thê thảm như vậy trong một trận đấu so về lực lượng linh hồn. Người này lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Vô số ít hầu của mọi người đều nức lên, thần sắc dại cả ra. Thất phẩm luyện dược sư, đến cảnh giới này, đừng nói là ở phần viêm cốc, dù là ở đan tháp cũng thuộc hàng quái vật. Còn đám người Trình gia bên kia thì đang trợn mắt há mồm nhìn Tằng Tu ở đằng xa không biết sống chết thế nào. Một lúc lâu sau, khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng. Thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ tới điều này thì bọn họ không nhịn được phải dùng mình. Tồn tại như vậy, cho dù là tiêu diệt Trình gia bọn họ cũng không phải là việc khó khác gì. Chỉ cần hắn mở miệng nói một tiếng thì lập tức sẽ có một đống cường giả tới giúp hắn. Lực kêu gọi của một vị thất phẩm luyện dược sư là không thể nghi ngờ. Liễu gia này từ khi nào lại kết bạn với một vị luyện dược sư như vậy? Vì sao ngay cả tin tức nhỏ này cũng chưa từng nghe qua? Tâm tình trên khuôn mặt của Trình Diêu lúc này biến ảo không ngừng. Ý niệm trong lòng hắn lúc này chính là thất phẩm luyện dược sư không phải là nhân vật mà gia tộc hắn có thể mời đến được. Hắn không hiểu vì sao Liễu gia lại có thể mời đến một người như vậy. Mà cách đám người Trình Diêu không xa, đoàn người Liễu Kình, Liễu Phỉ cũng há mồm trợn mắt nhìn Tằng Tu trên mặt đất. Đối với việc Tằng Tu cư nhiên chống đỡ nổi một hiệp khi đấu với Tiêu Viêm thì bọn họ quả thực còn có cảm giác đây là một chuyện rất vớ vẩn. Tằng Tu là một lục phẩm luyện dược sư đó. Thất phẩm luyện dược sư. Hai bạch y lão giả ở phía sau Liễu Kình hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói. Trong giọng nói của bọn hắn không đè nén được cảm giác kinh hỉ, vị tiên sinh này không ngờ lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Tộc trưởng, hắn thật sự là bằng hữu của người sao? Nghe thấy giọng điệu khó tin của bọn họ, tâm trí của Liễu Kình cũng nhịn không được có chút đắc ý. Hai lão giả này tuy nói là trưởng lão trong tộc, nhưng lại có không ít thành kiến đối với tộc trưởng như hắn. Hôm nay, xem như là có Tiêu Viêm ở đây áp chế nhuệ khí của họ. Trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt Liễu Kình vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên nói, nếu không phải là bằng hữu của ta,
chẳng lẽ hai vị trưởng lão thấy có người ngoài ra tay giúp sao? Nghe vậy, hai người trưởng lão cũng cười xấu hổ, không dám cãi lại. Có một bằng hữu là thất phẩm luyện dược sư, không thể nghi ngờ là một kinh hỉ đối với Liễu gia. Vị tiền bối này, không biết tỉ thí đã có kết quả chưa? Tiêu Viêm vung tay áo lên, cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ kia lập tức tiêu tán đi. Sau đó hắn nhìn về phía Xích Hỏa trưởng lão, cười nói. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão đang ở bên tầng tu không biết sống chết như thế nào lập tức rời qua. Trên khuôn mặt già nua lập tức nở nụ cười, gật đầu, tiểu hữu thực lực bất phàm, người thắng tự nhiên là ngươi. Ha ha, không gian trùng động của Thiên Hoàng Thành trong 3 năm tới sẽ là của Liễu gia. Nghe thấy lời này của Xích Hỏa trưởng lão, sắc mặt của Trình Diệu trở nên hơi khó coi, nhưng ngại thân phận của đối phương, nên cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nắm chặt tay lại, oán hận nhìn Liễu Kình, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tuy Trình Diệu cũng biết bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Viêm cho nên mới xảy ra cục diện này, nhưng đối mặt với một thất phẩm luyện dược sư mà với thực lực của hắn thì đúng là rất khó tới chuyện ghi hận trong lòng. Bởi vì hắn biết rất rõ lực lượng mà một thất phẩm luyện dược sư có được là kinh khủng đến cỡ nào. So với sắc mặt khó coi của Trình Diệu thì mặt của Liễu Kình bây giờ lại hồng lên bởi vì vui mừng, đồng thời hắn cũng ôm quyền hướng về Xích Hỏa trưởng lão, cười nói: "Đa tạ Xích Hỏa trưởng lão." Xích Hỏa trưởng lão cười một cái, khoát tay áo rồi ánh mắt lập tức nhìn về Tiêu Viêm, nhanh chóng bước lên, cười khách khí nói: "Ha ha, còn không biết tên của tiểu hữu." Nhan Kiêu. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó chắp tay với Xích Hỏa trưởng lão. Tiểu hữu Nhan Kiêu với tuổi này mà có được thành tựu như thế quả thật làm cho người ta khó tin vô cùng, không biết lão sư của tiểu hữu là cao nhân phương nào. Xích Hỏa trưởng lão cười nói: "Cho dù thiên phú của Tiêu Viêm có cao tới đâu, nhưng nếu không có người chỉ dẫn thì cũng không thể nào ở độ tuổi như vậy lại có thành tựu đáng kinh ngạc như thế. Ẩn sĩ sơn dã thôi, cũng không phải là cao nhân gì." Tiêu Viêm cười cười, cũng không có ý định tiếp tục vấn đề này. Thấy Tiêu Viêm không muốn nhiều lời, Xích Hỏa trưởng lão cũng im lặng. Tuy nói hắn là trưởng lão của phần Viêm Cốc, hơn nữa thực lực của bản thân cũng là đấu tông, nhưng đối với một thất phẩm luyện dược sư thì hắn vẫn phải khách khí một chút. "Ha ha, Liễu Kình, như vậy trong 3 năm này, không gian trùng động ở Thiên Hoàng Thành sẽ giao cho Liễu gia ngươi rồi. Chỉ cần hàng năm sai người đem đồ cung phụng đưa đến phần Viêm Cốc là được." Ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão lại nhìn về Liễu Kình, có chút hòa khí cười nói: "Thu nhập thu được từ không gian trùng động là vô cùng xa xỉ, Liễu gia lấy được quyền quản lý đương nhiên cũng lấy luôn khoản thu nhập này. Nhưng phải trích một phần trong đó giao nộp cho phần Viêm Cốc, đây là quy củ bao năm qua." Liễu Kình gật đầu cười, hắn tự nhiên cũng biết Xích Hỏa trưởng lão khách khí như vậy với hắn cũng bởi vì có Tiêu Viêm. Hiện giờ quyền sở hữu không gian trùng động cũng đã có kết quả. "Ha ha, tiểu hữu Nham Kiêu, không biết ngươi có thời gian cùng lão phu tới phần Viêm Cốc một chuyến." Xích Hỏa trưởng lão xoa xoa bàn tay mình, nhìn Tiêu Viêm cười nói. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm luyện dược sư cao giai, hiện giờ Tiêu Viêm có thể đánh cho tầng tu sợ chết khiếp. Nhưng nếu như Tiêu Viêm lại không đồng ý đi tới phần Viêm Cốc thì lại là bi kịch với hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm, đối với phần Viêm Cốc tất nhiên cũng có hứng thú không nhỏ. Đương nhiên cái hứng thú này chính là đến từ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tuy nói vật sau hắn đã hết hy vọng, nhưng nếu có thể gặp một lần thì sự lý giải của hắn đối với các dị hỏa khác cũng sẽ nâng cao hơn. Không biết phần Viêm Cốc tìm luyện dược sư cao giai rốt cuộc là có chuyện gì. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm liền hỏi: "Ha ha, cốc chủ đại nhân của ta muốn luyện chế một đan dược có phẩm chất không thấp, cho nên cần phải có một số luyện dược sư cao giai trợ giúp." Tiểu hữu Nham Kiêu yên tâm, việc này cũng không khó, ngoài ra sau khi thành công thì phần Viêm Cốc sẽ còn có thêm hậu tạ. Xích Hỏa trưởng lão vội vàng nói. Luyện chế đan dược. Ánh mắt của Tiêu Viêm hơi đổi, thực lực của cốc chủ phần Viêm Cốc tất nhiên sẽ không yếu hơn Phong Tôn giả. Cho nên đan dược mà hắn cần thì sợ rằng thấp nhất của cũng thất phẩm. Loại đan dược này cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế. Cốc chủ phần Viêm Cốc cũng là luyện dược sư. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Muốn luyện chế đan dược thì điều cần nhất là phải dựa vào thực lực của bản thân, ngoại nhân giúp đỡ thì có thể có hiệu quả gì cơ chứ? Nghe thế thì Xích Hỏa trưởng lão lại ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm một cái. Cốc chủ phần Viêm Cốc cũng không phải là luyện dược sư, nhưng hắn lại cực kỳ có hứng thú đối với luyện dược sư. Thế nhưng điều kiện không được cho nên hắn không thể nào trở thành luyện dược sư. Nhưng mà hắn cũng là người có tài năng tuyệt thế, dựa vào năng lực khống chế lửa của mình, hắn cũng có thể khống chế dị hỏa luyện chế một ít đan dược. Nhưng mà phẩm chất lại không quá cao, nếu như muốn luyện chế đan dược có phẩm chất cao thì cần phải có luyện dược sư khác ở ngoài hỗ trợ. Liễu Kình ở một bên kề sát vào tai Tiêu Viêm, thấp giọng giải thích. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà phải sửng sốt rồi phải chặt lưỡi không thôi, không phải luyện dược sư mà cũng có thể luyện chế đan dược. Cốc chủ phần Viêm Cốc này quả nhiên không giống người thường, chuyện lạ này Tiêu Viêm đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Tuy nhiên, đối với điều này thì Tiêu Viêm cũng tương đối hiểu rõ, để làm được điều này thì hiển nhiên nguyên nhân đến từ năng lực khống chế lửa cùng với dị hỏa. Nhưng không có lực lượng linh hồn thấm nhuần đan dược chân chính của luyện dược sư thì đan dược luyện chế ra được chắc chắn sẽ có tì vết.
Nói như vậy thì dị hỏa mà cốc chủ Phần Viêm Cốc sử dụng hẳn là Cửu Long Lôi Cương hỏa. Hiện giờ cách thời gian tổ chức đan hội vẫn còn xa, có lẽ nên thừa dịp này tới Phần Viêm Cốc lấy hai biến còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tiêu Viêm tự nói ở trong lòng. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có vai trò khá quan trọng đối với gã, nếu như có thể thu thập đủ bộ bí pháp này thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó cho dù là gặp cường giả như Phí Thiên thì gã cũng có tự tin đánh một trận. Mặt khác, cường giả ở đan hội chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều, cho nên trong đoạn thời gian này Tiêu Viêm phải tận lực tăng thực lực của mình lên. Nếu như có thể tương trợ được, tại hạ tất nhiên sẽ không từ chối. Trong lòng đã có chủ ý, Tiêu Viêm mỉm cười một cái, nhìn Xích Hỏa trưởng lão nói. Nghe thấy thế, Xích Hỏa trưởng lão nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt già nua cũng tươi hơn rất nhiều. Tay áo hắn cung lên, bỗng nhiên có một con chim màu đỏ khổng lồ từ ngoài quảng trường bay vút tới. Xích Hỏa lúc này nhìn Tiêu Viêm cười nói, đã như vậy, lão phu liền lên trước chờ tiểu hữu vậy. Âm thanh vừa dứt thì hắn liền nhảy lên thân chim rồi dừng ở đó. Tiêu Viêm, ngươi định đi Phần Viêm Cốc thật sao? Nhìn thấy Xích Hỏa trưởng lão nhảy lên thân chim ở trên cao, Lâm Diễm ở một bên vội vàng hỏi. Hắn biết trên người Tiêu Viêm có mang Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nếu như để cho Phần Viêm Cốc biết thì sợ rằng sẽ có phiền toái. Tiêu Viêm gật gật đầu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa Phần Viêm Cốc lần này còn phải cầu mình. Chỉ cần mình cẩn thận một chút thì việc lấy toàn bộ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chắc hẳn cũng không khó khăn gì. Ha ha, nghe nói lần này có không ít luyện dược sư được mời đi tới Phần Viêm Cốc. Nhưng nếu như thật sự có khả năng giúp cốc chủ Phần Viêm Cốc luyện chế đan dược thành công vậy thì hậu tạ cũng sẽ cực kỳ phong phú. Lấy danh tiếng của Phần Viêm Cốc thì không có chuyện bạc đãi đâu. Liễu Kình cười nói, đối với Phần Viêm Cốc thì hắn cũng tương đối biết. Tiêu Viêm cười cười, hắn cũng không có để ý gì tới phần thưởng hậu ta. Nếu như có thể thu bản đầy đủ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì đủ rồi. Lâm Diễm, trong khoảng thời gian này thì ngươi hãy ở Thiên Hoàng Thành đi, chờ ta làm xong thì sẽ trở về. Mặt khác, Liễu Kình, có vài chuyện cần phiền ngươi một chút. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Có việc gì thì ngươi cứ nói, nếu có thể làm được thì ta sẽ không nhíu mày. Liễu Kình vỗ vỗ ngực, có chút hào hùng nói. Ngươi giúp ta điều tra một chút ở trung vực này có tin tức nào liên quan tới người tên là Tiểu Y Tiên không? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Mặt khác, ngươi điều tra tiếp dùm ta có người nữ nào trong các gia tộc tên là Hân Lam không? Tách biệt với hai người đó lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Y Tiên hiện giờ thế nào, cho nên Tiêu Viêm phải mau chóng có được một số tin tức. Liễu gia ở trung vực đã lâu như vậy, con đường tình báo hiển nhiên mạnh hơn một mình hắn rất nhiều. Còn về phần Hân Lam thì cho đến lúc này Tiêu Viêm vẫn không biết gia tộc nàng là gia tộc nào. Nhưng đã nhận lời giúp nàng thì hiển nhiên Tiêu Viêm sẽ không quên. Tiểu Y Tiên. Liễu Kình vuốt cằm một chút, gật đầu nói. Cái tên này thì đúng là ta chưa nghe bao giờ, nhưng ta sẽ cho người đi chung quanh trung vực điều tra. Còn về người nữ tên Hân Lam này sợ rằng sẽ có chút khó khăn, ở trong trung vực có vô số gia tộc lớn nhỏ, nếu như muốn tìm ra thì đúng là mò kim đáy bể. Gia tộc của nàng dường như đã từng tiến vào trưởng lão hội của Đan Tháp, nhưng mà hiện giờ đã bị trừ đi. Tiêu Viêm nói. Liễu Kình nghe thế thì có chút chấn động. Gia tộc có thể vào được trưởng lão hội của Đan Tháp thì cũng không phải là thế lực bình thường, mặc dù hiện tại đã bị trừ đi thì thực lực của họ cũng hơn Liễu gia nhiều lắm. Nói như vậy thì phạm vi điều tra cũng đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Việc này ngươi cứ giao cho ta, chờ ngươi trở về thì ta sẽ làm thỏa đáng. Liễu Kình trầm ngâm một chút rồi cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu, việc này đúng là đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian hắn phải chạy loạn đi khắp nơi. Sau khi bàn chuyện này thỏa đáng, Tiêu Viêm lại tiếp tục hàn huyên cùng hai người một hồi. Đợi đến khi con chim đỏ khổng lồ ở trên bầu trời phát ra một âm thanh bé nhọn thì gã mới chào Lâm Diễm và Liễu Kình, sau đó mũi chân khẽ điểm một cái, lướt lên trên không trung. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhích người, Lâm Diễm vội vàng nói. Cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nhìn hắn cười một cái, rồi thân hình đã đứng vững trên con chim khổng lồ đó. Ha ha, tiểu hữu nham kiêu, chuẩn bị tốt rồi chứ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi lên, Xích Hỏa trưởng lão vội vàng cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười, hướng về phía Xích Hỏa trưởng lão chắp tay, nói thỉnh Xích Hỏa tiền bối dẫn đường đi. Xích Hỏa trưởng lão cười nói khách khí một tiếng, sau đó vung tay áo lên. Con chim khổng lồ dưới chân nhất thời phát ra một âm thanh bé nhọn. Đôi cánh lớn chấn động mang theo một luồng gió cực kỳ nóng cháy, rồi sau đó dưới vô số ánh mắt hâm mộ ở dưới bay vút về phương bắc. Tiêu Viêm đứng vững trên con chim khổng lồ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương bắc mà không khỏi cười khẽ. Đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Phần Viêm Cốc thì hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết so sánh cùng với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa của mình thì ai hơn ai đây. Mặt khác, nếu như bản thân mình có thể thu thập đủ Tam Hỏa Thiên Huyền Biến thì không biết uy lực của nó sẽ mạnh đến tình trạng nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nở nụ cười chờ mong ở khóe miệng của mình. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 118 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.